Vâng, đang quay rồi. Con Hồng đá chưa? Mời các bạn theo dõi trận thi đấu đôi nam não tướng giữa câu lạc bộ Thiền Quang gặp câu lạc bộ Hồ Hai Bà. Trên mảnh của bạn, phía gần mảnh của bạn là câu lạc bộ Hồ Hai Bà trong trang phục quần đen áo trắng. Và loạt trận kế tiếp chúng tôi xin mời trong trang phục nội dung đôi nam nữ quần đen khởi động. Trận đầu tiên của đôi nam nữ trên sân số 1 sẽ là đôi của Hồ Hai Bà gặp Thành Công. Công Viên Tuổi Trẻ sân số 2 gặp Lê Thánh Tông. Thiền Quang, Linh Đàm gặp Trí Linh sân số 3. Và sân số 2 và sân số 1 là Học viện Tài chính gặp Công Viên. Đá giả nhau đừng có che chứ, chứ một cười không anh quay lại giao lưu là chính. Ban tổ chức chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa tất cả các câu lạc bộ về các nội dung thi đấu, đề nghị các bộ tôn trọng ban tổ chức tham gia đúng người và đúng độ tuổi. Cái thứ hai nữa là mỗi người chỉ tham gia một nội dung. Để chúng tôi phát hiện ra những câu lạc bộ nào tham gia một người tham gia hai nội dung thì chúng tôi sẽ xử thua cái nội dung đang đá giải cao nhất nhá, vào những vòng sâu nhất. Bạch đây đúng rồi, bạch đây. Anh ơi. Rồi, đá đây cứ đá. Biên chỉ cứu cầu thôi nhá. Biên không phải công đâu. Biên nhá. Điểm cho Hồ Hai Bà. Biên nhá, Biên chỉ bắt đầu rồi đấy. Có cả sở thông đấy nhá. Biên này khó chịu. Nhìn trái khó chịu. Sao? Xin mời nội dung đôi nam nữ của Học viện Tài chính về ban tổ chức nhỉ? Đôi nam nữ của Học viện Tài chính. Ban tổ chức xin cảm ơn các đội đã ủng hộ giải. Câu lạc bộ Thành Công ủng hộ giải 500.000 đồng. Cảm ơn câu lạc bộ Hồ Hai Bà ủng hộ giải 1 triệu đồng. Câu lạc bộ Thiên Văn 300.000 đồng. Câu lạc bộ Hữu Nghị
500.000 đồng. Xin cảm ơn tất cả câu bộ. Ban tổ chức tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các câu lạc bộ. Câu lạc bộ Ngọc Thụy ủng hộ 500.000 đồng. Câu lạc bộ Chí Linh 500.000 đồng. Câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ 500.000 đồng. Câu lạc bộ Linh Đàm 500.000 đồng. Xin cảm ơn các câu lạc bộ. Trên sân số 4, mời đôi nam nữ Hồ Hai Bà gặp thành công khởi động. Trên sân số 3, câu lạc bộ Tuổi Trẻ gặp Lê Thánh Tông, đôi nam nữ. Trên sân số 1, câu lạc bộ Linh Đàm gặp Chí Linh, đôi nam nữ, chúng ta khởi động. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các câu lạc bộ ạ. Câu lạc bộ Học viện Hành chính ủng hộ 300.000 đồng, câu lạc bộ Đội Cấn 500.000 đồng. Xin cảm ơn các câu lạc bộ ạ. Trên sân số 2, trên sân số 2, nội dung đôi nam Thiền Quang gặp Học viện Tài chính. Thiền Quang gặp Học viện Tài chính trên sân số 2, nội dung đôi nam. Trên sân số 3, mời câu lạc bộ nữ đôi nam nữ Hồ Hai Bà gặp thành công. Trên sân số 4, Công viên Tuổi Trẻ gặp Lê Thành Tông. Trên sân số 1, đôi nam nữ Linh Đàm gặp Chí Linh. Trên sân số 1, một đầu tiên ạ. Thank you.
Xin mời ban tổ chức xin mời trọng tài sân số 1 báo cáo kết quả của trận đấu của lão tướng Linh Lang gặp Ngọc Thụy nhỉ. Xin mời trọng tài của sân số 1 bắt đôi lão tướng Linh Lang Ngọc Thụy nhỉ.